Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận 300 token MRR Miro Project Error Form. Các bạn kích vào link để mở form Miro. Đầu tiên thì các bạn điền email. Nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn sẽ copy cái hashtag này. Các bạn kích vào follow Twitter và retweet inbox. Nên mình sẽ follow. Các bạn nhấn like và retweet. Ở đây mình sẽ copy cái username của nó. Các bạn kích vào retweet with comment. Bắt lại. Sau đó các bạn copy hashtag này để điền vào. Sau khi làm xong thì các bạn nhấn retweet. Tiếp theo các bạn vào profile, chọn tweet and replace. Các bạn kích vào mũi tên lên của bài retweet nào. Chọn copy link to tweet. Sau đó các bạn dán link vào. Tiếp theo các bạn vào Facebook. Các bạn kích vào thích like. Sau đó các bạn like và retweet cái bài post này. Các bạn repost lại, nhấn chia sẻ. Chia sẻ ở đây. Sau đó các bạn cũng copy cái dòng hashtag này. Các bạn dán vào và nhấn đăng. Sau khi đăng xong, các bạn vào link profile của các bạn từng nhà. Các bạn nhấn vào ba dấu chấm này, nhấn vào nhúng. Sau đó nhấn cài đặt nâng cao. Chúng ta sẽ copy cái URL của nó. Các bạn dán cái URL vào đây. Tiếp theo các bạn điền ví ERC20. Các bạn nên sử dụng ví Master Wallet. Bạn nào chưa biết cách tạo ví thì có thể xem video hướng dẫn mình để bên dưới nha. Các bạn kích vào đăng ký với kênh YouTube của nó. Sau khi đăng ký thì các bạn nhập lại link kênh YouTube của bạn, nhấn vào kênh của bạn và các bạn copy trước dấu chấm hỏi. Bắt vào. Đến nhiệm vụ Telegram thì các bạn kích vào Telegram. Open in web. Các bạn kích vào join. Tiếp theo thì các bạn vào ba dấu gạch và các bạn nhấn setting copy username. Các bạn điền username các bạn vào. Đây là dự án không có rep nên các bạn đăng ký và nhận con này sẽ được phát đến ngày 30 tháng 11 thì sẽ kết thúc và phát con.
tối đa là 5.000 lượt tham gia, các bạn nhanh trên nhanh tay đăng ký nha. Sau khi điền hết thông tin thì mình sẽ nhấn gửi. Như vậy là mình hoàn tất việc điền form đăng ký nhận 300 token Miro. Mình xin kết thúc video hướng dẫn tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.